Kính chào quý vị và các bạn. Quý vị đang theo dõi bản tin Nhật ký cuộc sống ngày 4 tháng 4 của kênh VTC14. Chương trình của chúng tôi ngày hôm nay sẽ có những nội dung đáng chú ý sau đây. Mùa mưa bão năm nay, nước ta sẽ chịu ảnh hưởng của ít nhất 10 cơn bão. Đây là nhận định được đưa ra trong hội nghị tổng kết công tác phòng chống lụt bão sáng nay tại Đà Nẵng. Cùng với nhiều nông dân ở miền Bắc, nhiều hộ chăn nuôi ở phía Nam đang phải đối mặt với nguy cơ phá sản do dịch bệnh hoành hành và giá bán sụt giảm nghiêm trọng. Hậu quả của bom mìn sau chiến tranh, nỗi đau chưa bao giờ nguôi tại những vùng đất từng là chiến trường ác liệt cách đây hơn 30 năm. Và trong phần tin quốc tế, người dân Chile đối mặt với khó khăn chồng chất sau động đất, giá lương thực và nước uống đã tăng chóng mặt chỉ sau vài ngày. An toàn đang là cảm nhận chung của cộng đồng dân cư nói tiếng Nga khi sống tại Ukraine, bất chấp những cảnh báo trước đó về những bất ổn không mong muốn sau sự kiện Crimea. Do ảnh hưởng tố lốc, mưa đá xảy ra liên tiếp trong mấy ngày qua, các tỉnh vùng núi phía Bắc như Hà Giang, Cao Bằng, Lào Cai đã hứng nhiều thiệt hại về người và tài sản. Hiện chính quyền và người dân địa phương đang khẩn trương để khắc phục hậu quả, giúp đồng bào sớm ổn định cuộc sống. Tại Hà Giang, sau trận gió lốc vào tối 2 tháng 4 tại xã Tả Sử Chóng, huyện Hoàng Su Phi, chính quyền, lực lượng quân đội, dân quân tự vệ đã đến trạm y tế xã, trường tiểu học, trung học cơ sở xã và các hộ gia đình bị thiệt hại nặng nề để khắc phục hậu quả. Trước đó, chính quyền huyện Mèo Vạc và Đồng Văn cũng đã hỗ trợ đồng bào dân tộc thiểu số khắc phục hậu quả mưa đá xảy ra vào chiều 1 tháng 4, nhanh chóng thống kê, rà soát cụ thể chi tiết mức độ thiệt hại của địa phương, của các hộ để hỗ trợ kinh phí kịp thời, đảm bảo đúng đối tượng. Bên cạnh đó, giúp đỡ người dân che chắn, tu sửa nhà cửa và chuồng trại cho gia súc để phòng giông tố, gió lốc có thể xảy ra. Còn tại Lào Cai, chính quyền cùng người dân địa phương cũng đang triển khai công tác khắc phục thiệt hại do trận mưa đá xảy ra vào ngày 2 tháng 4 tại ba khu vực gồm phường Bình Minh, thành phố Lào Cai, xã Gia Phú, huyện Bảo Thắng và xã Nậm Đét, huyện Bắc Hà. Công tác khắc phục hậu quả của trận mưa đá với những viên đá to bằng nắm tay xảy ra vào ngày 31 tháng 3 cũng đang tiếp tục được hoàn thiện tại Cao Bằng. Chính quyền các xã bị thiệt hại tổ chức khắc phục hậu quả thiên tai theo phương châm 4 tại chỗ để sớm ổn định đời sống nhân dân và khôi phục sản xuất. Theo các chuyên gia, vào thời điểm giao mùa, các hiện tượng thời tiết cực đoan như tố lốc, mưa đá thường xảy ra, đặc biệt là ở vùng núi. Vì vậy, người dân cần tiếp tục đề phòng và chủ động có các biện pháp bảo vệ sức khỏe và tài sản, nhà cửa. Theo nhận định, năm 2014, khoảng 9 đến 10 cơn bão và áp thấp nhiệt đới hoạt động trên Biển Đông. Thông tin này được đưa ra tại Hội nghị Tổng kết công tác phòng chống lụt bão năm 2013, triển khai công tác phòng chống lụt bão năm 2014 vào sáng nay tại Đà Nẵng. Theo các chuyên gia khí tượng, trong năm nay, khoảng 9 đến 10 cơn bão và áp thấp nhiệt đới hoạt động trên Biển Đông có khả năng ở mức thấp hơn so với trung bình nhiều năm. Trong đó, khoảng 4 đến 5 cơn bão ảnh hưởng trực tiếp đến đất liền nước ta, thấp hơn một ít so với trung bình nhiều năm. Tuy nhiên, chúng ta vẫn cần đề phòng những cơn bão mạnh, có hướng di chuyển phức tạp và không theo quy luật khí hậu, hoặc áp thấp nhiệt đới hay bão ảnh hưởng dồn dập trong thời đoạn ngắn như năm 2013. Năm ngoái, thiên tai ở nước ta diễn biến phức tạp, bất thường, bão xuất hiện sớm và nhiều hơn so với trung bình nhiều năm. Cả năm có 15 cơn bão, 4 áp thấp hoạt động trên Biển Đông. Đây là năm ghi nhận được số lượng và cường độ các cơn bão áp thấp nhiệt đới hoạt động trên Biển Đông ảnh hưởng đến Việt Nam đạt mức kỷ lục trong 50 năm qua. Lũ đặc biệt lớn do ảnh hưởng của hoàn lưu bão số 15 tại các tỉnh miền Trung và Tây Nguyên. Hiện tượng rét đậm, rét hại ở các tỉnh miền Bắc vào nửa cuối tháng 12 xuất hiện mưa tuyết trên diện rộng trong vòng 30 năm trở lại đây. Thiên tai trong năm 2013 đã làm 285 người chết và mất tích, gần 900 người bị thương, 12.000 ngôi nhà bị đổ sập, ước tính thiệt hại về vật chất khoảng 28.000 tỷ đồng. Mùa mưa bão đang đến và những đợt chiều cường mạnh vẫn ngày ngày uy hiếp tính mạng người dân làng biển Xóm Rớ, phường Phú Đông, thành phố Tuy Hòa, tỉnh Phú Yên. Thế nhưng, chọn nơi nào để tái định cư vừa phù hợp với mong muốn của người dân lại vừa phù hợp với quỹ đất địa phương lại đang là bài toán nan giải. Chính quyền địa phương hiện đang còn lúng túng tìm lời giải, ghi nhận của nhóm phóng viên VTC14. Những ngôi nhà ở Xóm Rớ luôn trong tình trạng cửa đóng, then cài nhiều tháng nay. Hàng dài bao cát chắn sóng trước cửa giờ cũng bị phá vỡ. Nguy hiểm hơn là khi chiều cường dữ dội bất ngờ vào ban đêm khiến nhiều hộ dân không kịp trở tay.
Tuy nhiên, trong 181 hộ dân chịu ảnh hưởng, thì mới chỉ có 7 hộ dân di chuyển đến nơi ở mới. Thì bà con ở đây thì thuộc về dòng làm mình làm biển, mà làm cái người đại dương, thì bà con thì cũng cố bám ở đây để làm cho nó gần gũi, từ đây xuống nó dư cảng cho nó gần. Tại vì mình ở đây là mình bám cái đây hầu xưa giờ, nay 40-50 năm rồi mà, làm sao mình đi được. Người dân thì không muốn đi vì nhiều lý do, nhưng để đảm bảo an toàn thì chính quyền địa phương đã sớm vận động và cố gắng lo toàn cho việc di rời của các hộ dân. Thì đối với người dân ở khu vực đó thì người ta cũng muốn là di dời đến một cái vị trí an toàn để người ta ổn định đời sống. Thứ hai là nếu như nhà nước hỗ trợ một cái kè chắn sóng bền vững, kè cứng bền vững ấy, thì người ta yên tâm ở tại vị trí đó để trong một cuộc sống ổn định. Cách đây 2 năm, Ủy ban Nhân dân thành phố Tuy Hòa đã triển khai dự án khu tái định cư mới cho người dân xóm Rớ nằm ở phía nam cầu Hùng Vương. Tuy nhiên hiện nay, đây vẫn chỉ là bãi đất hoang do thiếu kinh phí thực hiện. Hiện nay là Ủy ban thành phố đã có chủ trương là xây dựng cái khu tái định cư để mà di dời các hộ dân. Nhưng mà đối với thành phố thì cái khoản kinh phí đầu tư cái dự án này là tương đối là lớn, cho nên hiện nay thành phố là chưa có cái điều kiện để mà đầu tư di dời các hộ dân và đang trình xin tỉnh và trung ương để hỗ trợ cho thành phố đầu tư khu tái định cư và di dời cho nhân dân nhằm giúp họ để ổn định cuộc sống. Người dân thì vẫn mong muốn có một kè chắn sóng kiên cố và khu tái định cư ngay gần ven biển để tiện cho việc làm ăn, mưu sinh. Tuy nhiên thật không dễ để vừa bố trí được quỹ đất, vừa đảm bảo an toàn cho khu vực đó trong điều kiện thiên tai bất thường như hiện nay. Tại nhiều địa phương thuộc tỉnh Khánh Hòa, tình trạng thiếu nước vẫn đang diễn ra trầm trọng. Thậm chí là có nơi để có nước sinh hoạt, người dân phải sử dụng nước giếng nhiễm phèn và nước suối không đảm bảo vệ sinh. Ủy ban Nhân dân tỉnh Khánh Hòa cho biết địa phương thiếu nước trầm trọng nhất là huyện Khánh Sơn. Hiện trên địa bàn 7 xã tại đây, hầu hết nước tại các con sông đang nằm trong tình trạng cạn kiệt. 7 xã nhưng chỉ có 9 công trình cấp nước. Các công trình này đa số đã hư hỏng nặng xuống cấp. Có nơi hàng chục hộ dân phải sử dụng chung một giếng nước hoặc phải lấy nước tại các con sông suối về dùng. Thế nhưng việc sử dụng chung nguồn nước suối sẽ dẫn đến nguy cơ ô nhiễm môi trường ngày một nhiều. Theo số liệu thống kê của Ủy ban Nhân dân huyện Khánh Sơn, chỉ riêng huyện này hiện đã có 70% số hộ dân thiếu nước sinh hoạt. Giếng đào thì cạn nước, trong khi đó giếng khoan có nước lại bị nhiễm phèn không sử dụng được. Ngoài huyện Khánh Sơn, tình trạng thiếu nước cũng đang diễn ra nghiêm trọng tại các huyện Cam Lâm, Diên Khánh và Khánh Vĩnh, gây khó khăn cho sinh hoạt của hàng chục nghìn hộ dân. Còn tại Đồng Tháp, trước tình hình nắng nóng kéo dài nhiều ngày qua, Chi cục Kiểm lâm tỉnh đã cảnh báo 6 địa điểm có nguy cơ cháy rừng ở cấp 5, cấp cực kỳ nguy hiểm. Đó là các khu vực rừng phòng hộ biên giới Bắc Dinh Bà và Tây Dinh Bà thuộc huyện Tân Hồng, khu A5 phường quốc gia Tràm Chim, huyện Tam Nông, ở huyện Tháp 10 có khu vực rừng Tràm Bắc Tháp 10. Hai điểm khác là khu vực rừng Tràm và Đồng Cò ở khu di tích lịch sử văn hóa Gò Tháp. Ngoài ra, trong tỉnh còn có 12 địa điểm được cảnh báo cháy rừng cấp 4, cấp nguy hiểm và có khả năng cháy lớn như 6 địa điểm ở vườn quốc gia Tràm Chim, 3 địa điểm rừng Tràm Bắc Tháp 10, 1 địa điểm rừng Tràm Xẻo Quýt, 2 địa điểm ở rừng Tràm Gáo Rồng. Trong những tháng đầu năm 2014, thời tiết diễn biến phức tạp, nắng nóng gay gắt, mực nước các sông, kênh rạch xuống thấp, diện tích rừng nằm xen với đất sản xuất nông nghiệp cũng là điều kiện dễ gây ra cháy. Vì vậy, các chủ rừng cần tăng cường công tác tuần tra kiểm soát, kiểm tra các cống đập giữ nước, tận dụng thủy triều điều tiết nước vào kênh, mương để giữ ẩm, chống hạn, chống cháy. Sau một thời gian dài tạm lắng, tối qua một trận động đất mạnh 3,4 độ Richter với độ sâu chấn tiêu khoảng 5 km đã xảy ra tại khu vực thủy điện Sông Chanh 2, huyện Bắc Trà My, tỉnh Quảng Nam. Trận động đất không lớn nhưng gây ra rung lắc khá mạnh, khiến nhiều người dân hoảng sợ. Đây cũng là trận động đất mạnh nhất kể từ năm 2013 đến nay tại khu vực này. Trận động đất xảy ra vào lúc 21 giờ 48 phút, gây nên rung động trên cấp 4 thang MSK64. Tuy cường độ không lớn nhưng do độ sâu chấn vào khoảng 5 km nên trận động đất trên đã gây rung lắc mặt đất và nhiều người dân có thể cảm nhận được dư chấn rung lắc. Theo Trung tâm Báo tin Động đất và Cảnh báo Sóng thần, Viện Vật lý Địa cầu thuộc Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam,
Hệ thống quan trắc động đất với 10 trạm của viện lắp đặt tại khu vực thủy điện sông Chanh 2 đều ghi nhận được trận động đất này. Ủy ban nhân dân huyện Bắc Trà My cho biết, trong 2 ngày qua đều có mưa nên lại xuất hiện động đất. Động đất đã phát ra tiếng nổ lớn và gây rung lắc nhà cửa gần 5 giây. Trước đó vào ngày 12 tháng 1, khu vực này cũng đã xảy ra động đất với cường độ 2,6 độ Richter, độ sâu chấn tiêu khoảng 5,5 km. Tại thành phố Hồ Chí Minh hiện có 15 khu chế xuất, khu công nghiệp với khoảng 150.000 lao động nữ trong độ tuổi sinh đẻ đang làm việc. Nhu cầu gửi trẻ của lao động là rất lớn, nhưng họ lại rất khó khăn khi tìm chỗ học cho con em mình. Tìm hướng giải quyết bức xúc về trường mầm non cho con em công nhân, chiều nay ngày 4 tháng 4, Liên đoàn Lao động thành phố đã tổ chức hội thảo vai trò của công đoàn trong công tác chăm lo cho con em công nhân lao động lứa tuổi nhà trẻ. Trong số 15 khu công nghiệp, khu chế xuất trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh hiện nay, mới chỉ có 2 khu công nghiệp có trường mầm non, 3 khu vực khác đang trong quá trình xây dựng đề án. Bất cập nhất là cả 15 khu đều không có quy hoạch quỹ đất xây trường học. Để tháo gỡ vấn đề nan giải này, thành phố đã cho phép trích 20% quỹ đất cây xanh trong các khu chế xuất, khu công nghiệp chuyển thành đất xây trường học. Tuy nhiên cho đến nay, phía công đoàn cơ sở mới vận động được 5 doanh nghiệp tổ chức các nhóm giữ trẻ ngay trong khuôn viên doanh nghiệp. Con số này mới chỉ đáp ứng được một phần rất nhỏ so với nhu cầu thực tế của người lao động trên địa bàn thành phố. Trước mắt, Liên đoàn Lao động thành phố cho rằng các tổ chức công đoàn cơ sở cần đẩy mạnh công tác vận động doanh nghiệp hỗ trợ chi phí gửi trẻ hàng tháng cho người lao động. Về lâu dài, cần tính đến giải pháp trích phần trăm phí đóng cho các khu công nghiệp, khu chế xuất của doanh nghiệp để giải quyết vấn đề nhà trẻ mẫu giáo như xây dựng trường lớp, trang thiết bị giáo viên. Liên quan tới việc liên tiếp xảy ra vỡ đường ống nước sông Đà trên cùng một tuyến đường trong thời gian vừa qua, hiện nay trong khi Chi cục Giám định Chất lượng, Bộ Xây dựng vẫn chưa tìm ra nguyên nhân của sự cố, thì một số chuyên gia cho rằng có tới 4 nguyên nhân gây ra sự việc này. Theo ông Nguyễn Sĩ Trung, kỹ sư trưởng dự án mở rộng và hoàn thiện đường Láng Hòa Lạc, thuộc Viện Khoa học và Công nghệ Giao thông Vận tải, thì vỡ đường ống nước có thể là do những nguyên nhân sau đây. Nguyên nhân thứ nhất là có khả năng do đường ống đặt dưới nền đất yếu cho nên gây nứt gãy dẫn đến vỡ ống. Nguyên nhân thứ hai do các liên kết giữa các mối nối của đường ống dẫn nước không chặt chẽ gây ra nứt gãy. Nguyên nhân thứ ba do bản thân đường ống dẫn nước chịu lực kém. Và nguyên nhân thứ tư là do khi đặt đường ống xuống dưới lòng đất, đơn vị thi công đã thiếu cẩn thận, đặt không đồng đều, kê không chắc chắn, chỗ cao, chỗ thấp. Ông Hùng cũng cho rằng từ những nguyên nhân giả định trên để tìm ra việc liên tiếp gây vỡ đường ống trên là do đâu thì phải xem xét kỹ lưỡng các trường hợp đã bị vỡ trước đây, xảy ra ở những đoạn ống nào, vị trí nào, địa hình nào là điều quan trọng nhất. Sáng nay, 2 tấn cá con đã được Sở Nông nghiệp Phát triển Nông thôn TP.HCM thả xuống dòng sông Tàu Hủ, TP.HCM. Đây là hoạt động nhằm cải thiện môi trường tại dòng kênh này. 2 tấn cá khoảng hơn 250.000 con bao gồm cá chép, cá rô đồng, cá rô phi được thả xuống dòng kênh. Theo Sở Nông nghiệp Phát triển Nông thôn TP.HCM, lượng cá thả xuống lần này nhằm cải tạo môi trường kênh rạch ở TP.HCM. Cũng theo đại diện của Sở Nông nghiệp Phát triển Nông thôn TP.HCM, từ khi các dự án cải tạo môi trường nước được triển khai, môi trường kênh rạch ở TP.HCM sạch đẹp trở lại, cá có thể sinh sống được. Do đó hàng năm thành phố đều có chủ trương thả cá xuống dòng kênh. Năm trước thì hơn 1 tấn cá đã được thả xuống các dòng kênh ở thành phố này. Chính quyền địa phương cũng khuyến cáo người dân sống hai bên các dòng kênh không nên đánh bắt hay câu cá ảnh hưởng tới môi trường. Đưa về chất câu đi. Thời gian gần đây thì các khoa tại Bệnh viện Nhi Trung ương luôn trong tình trạng quá tải nghiêm trọng. Có tới 3-4 bệnh nhân nằm ghép một giường và đang vượt quá khả năng của bệnh viện. Tình trạng này đang ảnh hưởng không nhỏ đến hiệu quả chữa trị cho các bệnh nhi. Bệnh viện cho biết, 2 tháng trở lại đây, số bệnh nhân nội trú tăng nhanh chóng. Từ đến ngày 3 tháng 4, có gần 1.700 trẻ nhỏ đang nằm viện. So với chỉ tiêu giường bệnh, bệnh viện đã quá tải trên 30%. Hiện nay, tình trạng thiếu máy thở diễn ra trầm trọng ở hầu hết các khoa hô hấp, truyền nhiễm, cấp cứu, sơ sinh, khiến việc chăm sóc điều trị cho bệnh nhân gặp rất nhiều khó khăn. Nếu tính trung bình, mỗi bác sĩ đang phải điều trị cho 21 bệnh nhân, trong đó trên 50% bệnh nhân phải thở máy. Mỗi tua trực, 15 điều dưỡng và chăm sóc cho trên 200 bệnh nhân. Bệnh viện đã tìm nhiều giải pháp để đáp ứng nhu cầu người bệnh như bố trí điều chuyển nhân lực, trang thiết bị của các khoa, đưa phòng của bác sĩ thành buồng bệnh nhân, tăng thêm giờ làm của nhân viên y tế. Song tình trạng quá tải vẫn đang ở mức nghiêm trọng. Trước tình trạng trên, lãnh đạo bệnh viện đã đề nghị Bộ Y tế có văn bản yêu cầu các bệnh viện chấn chỉnh công tác chuyển bệnh nhân cũng như tiếp nhận bệnh nhân đã đỡ trở lại điều trị, hỗ trợ tài chính để bệnh viện mua thêm máy móc, trang thiết bị phục vụ bệnh nhân nặng,
và cải cách thủ tục bảo hiểm y tế để bệnh nhân đỡ khó khăn cho việc khám chữa bệnh. Những tỉnh, thành phố có bệnh nhân đến đông nhất là Hà Nội 26%, tiếp đó là Bắc Ninh, Hưng Yên, Nghệ An, Nam Định, Hải Dương, Hải Phòng, Thanh Hóa, Bắc Giang. Mặc dù tính đến thời điểm này thì dịch cúm gia cầm cơ bản đã được khống chế, song nhiều hộ chăn nuôi đang phải lao đao vì giá gia cầm giảm mạnh, chăn nuôi thua lỗ. Nhiều hộ dân ở thủ phủ chăn nuôi gia cầm đang lâm vào tình cảnh nợ nần và phải từ bỏ nghề đã gắn bó hơn chục năm qua. Ghi nhận sau đây của phóng viên VTC14 tại tỉnh Đồng Nai. Đây là trang trại chăn nuôi gia cầm hơn 10 năm nay của chị Trần Thị Diễm Châu ở xã Hố Nai, huyện Trảng Bom, tỉnh Đồng Nai. Trang trại được đầu tư hơn 1 tỷ đồng với 3 dãy nhà, quy mô hơn 20.000 con. Giờ chỉ còn như thế này. Máng nước, máng thức ăn gà chất thành đống, một số phải vứt đi do hư hỏng. Hai đợt gà liên tiếp, chị Châu thua lỗ hơn 700 triệu đồng, không còn khả năng tái đàn. Nhìn trang trại bị bỏ trống hơn 5 tháng qua, chị Châu không khỏi xót xa vì chưa khi nào giá gia cầm lại xuống thấp như hiện nay. Giá phải từ 38.000 ký mà bán ra chỉ có 26.000 thôi. Là nguyên cái lỗ không là một con là lấy mười mấy ngàn rồi. Lỗ đấy không gần ngót gần 300 triệu. Thà nghỉ chứ không giờ nuôi lại lỗ. Đâu dám, coi như không dám nghĩ đến chữ nuôi luôn á. Như bỏ luôn. Đợi có giá cả cái nó lại, cái nó là sao thì mới nghĩ lại cái nuôi chứ giờ là không dám đụng đậy rồi. Không chỉ những hộ chăn nuôi nhỏ lẻ, ngay cả những hộ chăn nuôi gia công với quy mô lớn cũng lao đao. Với quy mô hơn 65.000 con đang trong giai đoạn đẻ trứng, trang trại của anh Nguyễn Văn Nhận đang khốn đốn vì giá trứng giảm mạnh. Chủ trang trại cho biết, thời điểm dịch cúm vừa qua, mỗi tháng trại gà này sản lượng sụt giảm trên 100.000 quả trứng, tương đương với hơn 200 triệu đồng. Là giờ nó đang dịch bệnh thì nó ốm đau, nó ăn yếu, ăn kém đi, thì trứng nó giảm đi. Ví dụ một ngày nó được 15 cây trứng, thì bây giờ nó chỉ còn được 13 cây thôi. Thì lãi suất của mình nó kém, thuốc công ty thì cấp cho mình ít, mình chủ yếu là mình mua thuốc ngoài là nhiều, mình không chữa chạy thì coi như là mình gà nó đổ bệnh ra thì công ty nó thua một thì mình cũng thua 10 đó. Theo thống kê của ngành chăn nuôi, tỉnh Đồng Nai hiện có khoảng 2.000 trang trại chăn nuôi gia cầm tập trung với quy mô hơn 12.000 con. Tuy nhiên, sau đợt dịch cúm gia cầm vừa qua, hàng trăm hộ chăn nuôi bị thương lái ép giá, khiến giá gà xuống thấp, thua lỗ nặng nề. Nhiều hộ không còn khả năng tái đàn hoặc không dám tiếp tục vì sợ thua lỗ. Hơn 1/3 hộ dân đã phải đóng cửa trang trại. Trong khi người chăn nuôi đang mong chờ một động thái tích cực, thì ngành chức năng của tỉnh Đồng Nai vẫn đang loay hoay và chưa có một giải pháp thật sự hữu hiệu. Và việc đóng cửa trang trại, bỏ nghề vẫn đang diễn ra. Sáng nay tại Hà Nội, Tổ chức Cây Hòa Bình đã có buổi làm việc với Hội Việt Mỹ về công tác hỗ trợ giả phá bom mìn. Những kết quả rất đáng ghi nhận cũng đã được công bố vào sáng nay. Theo đó, tính từ năm 1995 đến nay, Tổ chức Cây Hòa Bình đã hỗ trợ tháo dỡ và phá hủy khoảng 64.000 vật liệu nổ, làm sạch trên 138 ha đất nhiễm mìn. Bên cạnh đó còn rất nhiều việc làm mang tính nhân đạo như xây dựng nhà trẻ, trường học, thư viện, nhà ở. Trong đợt làm việc tiếp theo với Việt Nam, Tổ chức Cây Hòa Bình sẽ cùng tìm hiểu về công tác khắc phục hậu quả chiến tranh của Mỹ ở Việt Nam, giao lưu tiếp xúc với nhân dân, cựu chiến binh Việt Nam, kết hợp thăm thực tế dự án của Tổ chức Cây Hòa Bình tại Quảng Trị. Trong nhiều năm qua, tổ chức này cũng có vai trò quan trọng trong công tác giả phá bom mìn tại thành phố Đông Hà, tỉnh Quảng Trị. Trong thời gian tới, Việt Nam mong muốn Tổ chức Cây Hòa Bình sẽ tiếp tục quan tâm tới nhu cầu nhân đạo, khắc phục hậu quả chiến tranh, góp phần thúc đẩy quan hệ hữu nghị giữa nhân dân hai nước Việt Nam và Hoa Kỳ. Chiến tranh đã lùi xa gần 40 năm, nhưng hàng ngày hàng giờ, ở đâu đó trên mảnh đất Việt Nam này vẫn đang có những tai nạn đáng tiếc do bom mìn còn sót lại sau chiến tranh gây ra. Nhiều nạn nhân đang nỗ lực cố gắng tập luyện, phục hồi chức năng, cải thiện một phần khiếm khuyết cơ thể. Nhưng hằn sâu trong mắt họ là nỗi ám ảnh đau thương thời hậu chiến. Nhưng ngày Thế giới phòng chống bom mìn mùng 4 tháng 4, xin mời quý vị và các bạn theo dõi phóng sự sau để hiểu rõ hơn về những nỗi đau, nỗi vất vả của các nạn nhân bị thương tật do bom mìn vật liệu nổ. Bệnh viện Chỉnh hình và Phục hồi Chức năng Đà Nẵng là một trong những trung tâm điều trị cho các nạn nhân bom mìn đến từ nhiều vùng quê khác nhau trong khu vực miền Trung Tây Nguyên. Anh Trần Bình đến từ Quảng Bình,
là một trong những nạn nhân như thế. Một quả bom bi còn sót lại sau chiến tranh đã cướp mất của anh một chân trong lần đi đào sắt vụn gần một năm trước. Nói chung việc lao động của em thì là trụ cột trong gia đình, nhưng mà bây giờ chắc không làm được vì chân mất đi rồi thì chắc làm được nữa. Chứ chỉ có là đi lại nhà uống nước và ăn cơm là được thôi, chứ còn không thể lao động được. Ở đây không chỉ có anh Bình mà còn rất nhiều người khác đến điều trị, phục hồi chức năng. Hầu hết trong số đó đều ở độ tuổi lao động, nhiều người là trụ cột gia đình. Dù mỗi mảnh đời khác nhau, mỗi số phận khác nhau, họ đều có chung một nỗi ám ảnh. Tôi hồi làm việc thì cũng rất khó. Nhất là khi mình lao động gặp việc gì để mình đi làm, hay là mình muốn là như bao nhiêu người thì mình cảm thấy là lao động là mình khó ba bốn lần người thường. Mình cũng đôi mình cũng vươn lên để sau này kiếm được cái gì đó để nuôi sống bản thân mình. Hàng năm, Bệnh viện Chỉnh hình và Phục hồi chức năng Đà Nẵng điều trị, hỗ trợ phục hồi chức năng cho khoảng 200 nạn nhân bom mìn. Đó chỉ là con số rất nhỏ trong hơn 40.000 người chết và hơn 60.000 người bị thương do bom mìn còn sót lại sau chiến tranh. Đặc biệt, số vụ tai nạn năm sau có chiều hướng tăng cao hơn, nguy hiểm hơn so với các năm trước. Hiện tại bây giờ thì hàng năm vẫn có rất nhiều bệnh nhân mà bị bom mìn, những cái quả bom sót lại trong đất, và chính vì thế cũng đưa đến một cái tổn thương rất nặng nề, có thể tử vong, có thể làm các cái tổn thương khác. Nói chung đó là một cái hậu quả về chiến tranh để lại cho trong tất cả cái cộng đồng xã hội, ảnh hưởng rất nhiều cái các lĩnh vực. Theo Bộ Quốc phòng, hiện ước tính có tới 600.000 tấn bom mìn còn sót lại nằm rải rác trên cả nước, ảnh hưởng đến 6,6 triệu hectare đất đai, chiếm hơn 20% diện tích cả nước. Và với tốc độ giả phá hiện nay, khoảng 300 năm nữa, Việt Nam mới loại bỏ được hết các loại bom mìn chưa nổ. Điều đó có nghĩa là số nạn nhân bom mìn sẽ tiếp tục tăng lên trong thời gian tới. Và nỗi đau thời hậu chiến sẽ vẫn còn dai dẳng trong nhiều năm sau nữa. Chuyển sang các tin tức quốc tế. Sau liên tiếp hai trận động đất mạnh xảy ra chỉ trong vòng 3 ngày qua, khiến 6 người thiệt mạng và phá hỏng hệ thống cơ sở hạ tầng ở nhiều khu vực, người dân ở miền Bắc Chile đã đổ xô đi siêu thị để mua sắm đồ dự trữ phòng thiên tai. Trong khi đó, thì các nhà chức trách cho biết hệ thống điện và nước trong khu vực vẫn chưa được khôi phục. Thành phố Iquique, miền Bắc Chile. Lượng người đi mua hàng ở siêu thị tăng đột biến trước lo ngại một trận động đất mạnh lại có thể xảy ra. Thậm chí, một số siêu thị còn phải đưa ra quy định giới hạn số khách hàng có thể vào một lúc nhằm tránh tình trạng vơ vét, chen lấn hay xô đẩy để mua hàng. Nhiều người dân chia sẻ họ đã phải xếp hàng chờ đến 3 tiếng đồng hồ mới được mua hàng. Nước và đồ ăn là những thứ được mua nhiều nhất bởi người ta không biết khi nào thì thành phố sẽ trở lại bình thường. Tôi mua nước, gạo, đường và bánh mì. Đây đều là những thực phẩm cơ bản. Tôi thậm chí còn không biết chúng có thể nuôi sống gia đình tôi trong bao lâu. Mọi thứ dường như vẫn rất bất ổn. Tôi cần nước, bánh mì, sữa và bỉm cho con. Mặc dù mỗi người chỉ được phép mua 3 bịch, nhưng ơn trời là cũng tạm đủ dùng. Các nhà chức trách địa phương đã buộc phải huy động thêm lực lượng an ninh trên các tuyến phố nhằm giữ gìn trật tự trị an chung. Thị trưởng thành phố, ông George Soria cho biết các nhà chức trách sẽ có biện pháp để hạn chế việc một số nhà đầu cơ lợi dụng cơ hội để đẩy giá lên. Hiện bánh mì đang được bán với giá 3.000 peso, tương đương khoảng 5,6 đô la Mỹ cho mỗi kg, trong khi một chai nước lọc 1 lít có giá 2.500 peso, tức là khoảng 4,7 đô la Mỹ, và hai mặt hàng này đều đã tăng giá gấp đôi so với mọi ngày. Trong khi đó, hệ thống điện nước vừa được khôi phục sau trận động đất 8,2 độ Richter hôm thứ Ba đã bị hư hỏng nặng sau trận động đất 7,8 độ Richter vào ngày 2 tháng 4, đẩy một nửa khu dân cư trong thành phố chìm trong bóng tối. Chúng tôi đã không có nước để tắm trong suốt 24 tiếng đồng hồ qua. Mọi người thậm chí còn phải lấy nước từ hồ bơi, tình hình rất tệ. Các nhà chức trách Chile cho biết 80% mạng lưới điện của toàn thành phố bị ảnh hưởng bởi hai trận động đất mạnh, trong khi hệ thống cung cấp nước đã bị phá hỏng hoàn toàn.
Thông thường hộp đen của máy bay chỉ phát tín hiệu trong vòng 30 ngày sau khi xảy ra tai nạn. Do vậy, chỉ còn vài ngày trước cơ hội tìm kiếm chiếc máy bay bị mất tích của hãng hàng không Malaysia. Trước sự gấp rút này, ngày hôm nay chiến dịch tìm kiếm MH370 đã chuyển sang phương án rà quét dưới mặt nước ở Ấn Độ Dương. Đây là lần đầu tiên một thiết bị định vị hộp đen công nghệ cao của Hải quân Mỹ được huy động tham gia chiến dịch tìm kiếm máy bay mất tích. Theo các nhà chức trách Australia, thiết bị định vị Taupinger Locator sẽ được tàu hải quân Australia HMAS Ocean Shield kéo theo phía sau, quét tìm trong phạm vi 240 km cùng với tàu thăm dò thủy văn HMS Echo của Anh. Tuy nhiên, các chuyên gia cảnh báo thiết bị định vị của Hải quân Mỹ có thể không phát huy tác dụng trừ khi nhà điều tra đưa ra vị trí chính xác của máy bay mất tích. Nguyên nhân là khi được kéo sau tàu, thiết bị này sẽ bị hạn chế tốc độ, cũng như phạm vi bao quát dưới lòng đại dương. Đây là khu vực rộng lớn, khá hẻo lánh. Chúng tôi sẽ tiếp tục tìm kiếm trên mặt biển. Tôi nghĩ khả năng phát hiện vật gì đó trên mặt biển là khá cao. Có rất nhiều thứ của máy bay sẽ nổi lên. Trong cuộc tìm kiếm trước đó, chúng tôi đã tìm thấy áo phao cứu sinh có thể liên quan đến MH370. Cuộc tìm kiếm hôm nay có sự tham gia của 14 máy bay và 9 tàu của nhiều nước quần thảo trên diện tích hơn 220.000 km2 ở Ấn Độ Dương. Tàu ngầm hạt nhân HMS Thalys của Anh và tàu khu trục của Malaysia dự kiến sẽ đến khu vực này vào ngày mai để tham gia tìm kiếm. Phát biểu khi đến thăm căn cứ Pierce, nơi diễn ra hoạt động tìm kiếm chiếc máy bay ngày hôm qua, Thủ tướng Malaysia Najib Razak tuyên bố sẽ không nghỉ ngơi cho đến khi số phận của chuyến bay MH370 được làm sáng tỏ. Hãng tin Reuters của Anh ngày hôm nay dẫn lời quan chức thuộc Bộ Thống nhất Hàn Quốc cho hay, lực lượng bảo vệ bờ biển nước này đang nỗ lực tìm kiếm những người sống sót trên một chiếc tàu chở hàng bị chìm ở ngoài khơi bờ biển miền Nam Hàn Quốc. Trong số 16 thủy thủ có mặt trên tàu vào thời điểm xảy ra tai nạn, hai người đã thiệt mạng. Theo Reuters, chiếc tàu chở hàng nói trên đã gửi tín hiệu cấp cứu lúc hơn 1 giờ sáng nay từ vùng biển quốc tế bên ngoài Hàn Quốc. Ngoài hai thủy thủ được xác nhận đã chết, lực lượng bảo vệ bờ biển Hàn Quốc đã cứu sống được 3 người khác. Hiện công tác tìm kiếm 11 thủy thủ bị mất tích vẫn đang tiếp tục được tiến hành. Lực lượng bảo vệ bờ biển của chúng tôi đã gửi tàu tuần tra và máy bay cùng phi hành đoàn đến hỗ trợ công tác cứu hộ. Chúng tôi sẽ tiếp tục cố gắng hết sức để tìm kiếm những người còn mất tích. Các thành viên thủy thủ đoàn được cứu sống hiện đã được đưa tới bệnh viện trên đảo Jeju của Hàn Quốc để điều trị. Theo một quan chức giấu tên thuộc lực lượng bảo vệ bờ biển Hàn Quốc, chiếc tàu chở hàng bị chìm nói trên là con tàu Grand Fortune 1 mang cờ Mông Cổ có trọng tải 4.300 tấn, chuyên vận chuyển quặng sắt và bột đồng, đang trên đường di chuyển từ cảng Chongqing trên bờ biển phía đông Triều Tiên đến một cảng ở Trung Quốc. Theo giới chức Hàn Quốc, lực lượng bảo vệ bờ biển Nhật Bản cũng đã được yêu cầu hỗ trợ tìm kiếm những người gặp nạn. Phía Seoul cũng cho biết sẽ thẩm vấn những người sống sót để xác định nguyên nhân vụ chìm tàu. Sau cuộc sáp nhập lịch sử của nước Cộng hòa tự trị Crimea vào Nga, chính phủ Nga lo ngại rằng các công dân thuộc dân tộc Nga tại Ukraine sẽ bị đe dọa. Tuy nhiên, với những người đang sống trên lãnh thổ Ukraine, hầu hết lại có ý kiến trái ngược hoàn toàn. Alexandra Kosova là một ngôi sao nhạc rock nổi tiếng Ukraine. Cô sinh ra ở Nga nhưng lớn lên ở Kiev và cha cô là một sĩ quan quân đội thuộc Liên Xô cũ. Khi được hỏi về vấn đề của người dân tộc Nga trên đất Ukraine, Alexandra cho rằng chắc hẳn phải có những lý do khác nhau đằng sau việc một số người Nga không cảm thấy thoải mái khi sống ở Ukraine. Tôi nghĩ chỉ có những người đã nghỉ hưu và đang hưởng trợ cấp mới cảm thấy không được chính phủ bảo vệ. Bạn biết đấy, trong họ vẫn còn có những ký ức không thể xóa nhòa về Liên bang Xô Viết cũ. Họ không phải là không thấy thoải mái với chính phủ Ukraine, họ chỉ chưa quen với sự thay đổi thôi. Tuy nhiên, ngay cả những người thuộc tầng lớp hưu trí Ukraine cũng cho biết, trong suốt những năm sống và làm việc, họ chưa từng gặp bất kỳ vấn đề nào với những người mang dòng máu của dân tộc Nga. Tôi là một người Ukraine, tôi có nhiều bạn bè là người Nga. Chúng tôi đã là bạn từ rất nhiều năm nay, nhưng chưa bao giờ có khúc mắc gì cả. Họ sống cùng chúng tôi như thể họ là người Ukraine thực sự vậy. Chính quyền Moscow liên tục chỉ trích chính quyền Kiev về những vụ bạo động xảy ra tại miền đông Ukraine trong thời gian qua, đồng thời lo ngại người dân tộc Nga đang bị đe dọa trên lãnh thổ Ukraine. Tuy nhiên, cho đến nay, vẫn chưa có báo cáo chính thức về các vụ bạo lực chống lại người Nga tại Kiev. Trong một nỗ lực nhằm hạn chế tác hại của thuốc lá đối với sức khỏe con người, chính phủ Anh ngày hôm qua cho biết đang có kế hoạch cấm các công ty thuốc lá in nhãn hiệu của mình lên bao thuốc nhằm cải thiện sức khỏe người dân và đặc biệt là giảm số lượng trẻ em hút thuốc.
Theo các quan chức ngành y tế của Anh, với quy định mới, khoảng trống trên bao thuốc lá chỉ dành cho những hình ảnh cảnh báo về sức khỏe, thay vì nhãn hiệu quen thuộc của các công ty thuốc lá. Biện pháp này sẽ làm bao thuốc lá trở nên kém hấp dẫn hơn với người hút, đặc biệt là trẻ em. Nếu lệnh cấm trên được ban hành thành luật, Anh sẽ trở thành quốc gia thứ hai trên thế giới và là quốc gia châu Âu đầu tiên cấm in nhãn mác công ty lên bao thuốc lá. Trước đó, vào năm 2012, Australia cũng đã ban hành đạo luật liên quan, trong đó các bao thuốc lá bày bán ở Australia chỉ được phép có một màu xanh ô liu và in rõ hình ảnh cảnh báo các tác hại của thuốc lá như ung thư phổi và ung thư vòm họng. Nước Anh vốn có những quy định nghiêm ngặt về in nhãn mác và đóng gói thuốc lá, cũng như lệnh cấm hút thuốc lá tại khu vực công cộng. Đầu năm nay, chính phủ Anh đã ban hành luật cấm hút thuốc trên xe ô tô có chở trẻ em. Thông tin quốc tế vừa rồi cũng đã khép lại bản tin Nhật ký cuộc sống ngày 4 tháng 4 của kênh VTC14. Chân thành cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.